quay trở lại với chiếc nick này. Nick này là nick Sanker04. Đấy, Sanker04. Có rất nhiều những cái cầu thủ cộng 9, ví dụ như là anh Cút. À quên, anh Cúc. Đọc đọc Cút nghe nó hơi cục. Anh Cúc. Rồi. Koke cộng 9, anh Mustafi chiến thần thông số. Mặc dù cộng 9 nhưng mà chỉ số của anh vẫn khá lỏ. Đấy, khả năng xoay sở khá kém, với chỉ số dây bóng kém này là xoay sở kém, tốc độ khá lỏ luôn, vớ vẩn luôn. Đấy, không thèm chấp luôn. Đây là team Sanker 04 khá là hay rồi. Team rất là đẹp. Team này là của mấy anh em trong cái group FC Online của Vinh Dâu. Trong group này thì mỗi ông sẽ phải build một cái team cộng 8 color nào đó và không được trùng nhau. Đấy, cho nên là họ có một cái cộng đồng chơi khá là vui với nhau. Hôm trước thì tôi có test một cái team Napoli của bạn đạo diễn. Đấy, hôm nay lại đến người em bằng cổ tay. Đấy, em bằng cổ tay có team Sanker 04. Ok, đó team này nếu mà để cho ngon thì để Colasi nhắc. Đá CB sẽ ngon hơn. Team Sanker 04 rất là đẹp nha, Julian Draxler cộng 9. Tín ạ. Draxler, tôi xem mà. Chỉ số chọn vị trí là 127. Choupo-Moting. Thần tượng của tôi chọn vị trí 134. Hay quá. Anh em like video giúp mình nhá mọi người ơi, hôm nay quên không xin xỏ, anh em lại quên like rồi, anh em ơi. Anh em like video đi. Hoi Be được. Hoi Be chiến thần. Hoi Be có mấy mùa mới cũng ngon đấy. Hát Walker các thứ cũng ngon. Goretzka, Kolasinac, Konoplyanka. Con này chân 3, chân 5. Embolo, siêu cục xúc. Rudy này hơi lỏ. Nhà Rudy này chắc cho đá hậu vệ cánh. Anh Phúc. Bên ngoài vẫn còn có anh Koke. À, Kramaric. Chỉ số hơi thấp nhỉ. Một limit, chỉ số hơi thấp. Ricardo Pereira. Con Pereira này khôn nhá. Pereira này đá hay phết này. Đấy là FIFA truyền thống. FIFA này thì tôi cũng không rõ lắm. À, để mình xin một cái sơ đồ nó dị dị nhá. Mình sẽ chỉnh luôn cái sơ đồ này của bạn ấy đi. 4312 này, chiến thần Mustafi tôi sẽ cho biến khỏi nơi này nha. A few moments later. Đó. Xu hướng công 1. Đấy. Kỵ chưa? Rồi ok. Là nhân sự. 4312 tận dụng khoảng trống và truyền chính xác. Cũng khá hay rồi, nhưng mà để xem nào. Sẽ để sơ đồ công cho nick này. À, copy lên vậy. Chiến thuật đội nha. Chiến thuật đội cùng nhau gây áp lực. 78. Chuyển trạng thái nhanh cũng được. 78 luôn. Hướng là tổng tấn công. Rồi. Tất cả cầu thủ đấy là sơ đồ. Sơ đồ công lúc đi lùa. Và Sanker. Và chúng ta cùng xem thử và vận hành cái sơ đồ này. Xem nó có luột không. À, chúng ta đến với Sanker 04 đầu cầu choán mộng tinh. Ui giời, không được. Ozin chọc khe này, trồng biên tát Ozin đánh đầu này. Anh nghĩ là chắc không chỉnh kiểu gì được. Đây rồi ấy. Đẹp mẹ. Cô người cho ạ. Ấn tượng của tôi đá như cướp. Anh đâu? Ui sợ. Ui chó. Ra là cái lối chơi này là tôi chưa hiểu nó. Ray gửi 10.000 lớp du bay bê. E có con ơm 2KT mà chỉ đá nổi tới tinh anh 3A giúp cho E cái đội hình để leo văn cao hơn được cô ạ. Đó người ta gọi là Mesut Ozil.
Bàn thắng đầu tiên của team Sang Cơ 04 là thuộc về Ozil nha, trưởng. Tí những cái đường kiến tạo của các đồng đội. Rồi, Zagler đã ghi bàn. Ok. Gói Mega này khoảng 300.000, đó là nhà mạng 3 chữ. Nhà mạng 7 chữ thì dạo này đang bị anh em kêu nhiều. Ui dồi, Zagler gánh tìm anh em ơi. Tìm ra chân ái rồi. Julian Draxler. Ờ, Việt Vĩ. Ô. Oh. Anh Phúc ơi, đừng anh Phúc. Trời. Và xoạc bóng phải gọi là đầy kỹ năng. Hàng phòng ngự đang hơi lởm nhá. Hàng phòng ngự này là cái chỗ của anh Phúc là phải nhanh hơn. Anh Phúc chậm lắm. Có thể tôi sẽ đổi với con là gì nhắc vậy đấy. Goretzka đường chuyền. Rackler, trời, rất là bình tỏm. Cái vị trí này cần phải sút tốt một chút. Tôi tiến cử cho Messi vào đá hậu vệ cánh của sơ đồ này. Pha dứt điểm, ui. Đúng là vị thần của kênh chúng ta. Trời, quả bóng vàng. Mái tóc như mì tôm. Chòm râu linh cẩu. Tuyệt vời luôn. Tét đề kìa. Quả mẹ rồi. Theo rơ cô gửi 10.000 lớp su bay bê. Ô xíu. May quá vô xem like xếp e bỏ treo mua con sen ngay bằng. Đấy rồi. Mẹ Choupo-Moting di chuyển quả đần nếu chịu được Việt Vị mẹ rồi. Một cái tích sự gì. À không. Sau khi mà ghi được bàn thì tôi mới hiểu rằng cái pha chạy chỗ vừa rồi của đấng và một cái pha hút sự chú ý của thủ môn và hậu vệ đối phương anh em ạ. Là mình không thể hiểu được ngài. Gây nhiễu loạn hàng phòng ngự. Quá đỉnh. Ok. Pereira. Đây rồi. Ozil. Ozil ở vị trí hậu vệ. Anh đã thể hiện được cái bản năng sát thủ của mình. Đấy, Konoplyanka này. Lại là thằng Pereira này. Thằng xúc cực lỏ anh em ạ. Mà lại chuyên gia đứng ở những cái vị trí đẹp. Hoi Be. Cánh choáng. Một pha phất bóng của Hoi Be. Tạt bóng vào. Julian Draxler. Lần đầu tiên thấy quả Roy Sané nó tạt được quả bóng lên hồn. Rồi. Đồng đội luôn. Yes. Rackler. Còn chưa. Phản công. Trời. Vasilkovsky. Chả lẽ không vào. Đó giá trị của Leon Goretzka. Anh cướp bóng ở phần sân nhà, băng lên như CR7. Và sau đó là một đường ghi bàn. Quá đơn giản. Nệm vương. Lại là Ozil trong vai trò cướp bóng. Choupo-Moting. Leroy Sané. Pao. Đừng đùa với chúng tôi. Pele kép 8 cộng đá ok không anh? Pele ngon mà. Pele thì thực ra dùng MC8 cũng đã được rồi. Em có thể dùng con Hardworker đá cũng hay. Đùa với chúng tôi à? Đùa với chúng tôi à? Đùa với chúng tôi à? Cục chưa là cục. Chủ nhật bùng lổ sếp ơi. Bùng lổ. Cục chưa là cục chưa. Thoáng. Choupo-Moting. Láo với thầy à. Chưa. Cú dứt điểm xuất sắc. Tựa như dồ béo vậy. Không thể cản phá. Rồi. Ozil.
Về này. Goreka. Trời ơi. Luột luôn. Đây rồi, ôi chọc vào khe chán. Tạt quả vào, đánh đầu. Rất tiếc cho chú chó. Anh cầm tiền gọi là mức không phải quá đắt mà lại rất ngon đấy thì là con Gamesir G7FE. Leon Rureka. Rackler. Goreka làm hết. Con đấy tôi không vào. Rồi, mãi mới có được truyền của Ozil dành cho Choupo-Moting. Đó là một trận bàn thắng đó. Ronaldo, Nazario, Pocolo, Doraemon, 2/55 The Lima. Tên dài vãi nồi ra. Và mình like bắt đầu từ đầu năm 2015. Là cái lúc mà mình biết là mình sắp có con là mình mới nghiên cứu mình gọi là công việc online. Mình bật cái live stream cho nó vui. Nghịch ngợm, chủ yếu để nghịch ngợm. Đấy, sau này lúc mà thằng bé nhà mình nó mới sinh thì mình vẫn like, mà like rất là ít, không like nhiều. Không phải là ông đối này là ông ấy vội đâu, mà là ông ấy có người ở trên mặt trận tấn công quái đâu. Mình tóm, mình tóm. Uy tín, uy tín. Ok, team này thì mình xây bởi vì một cái hướng đi đấy là siêu tấn công anh ạ, siêu tấn công. Anh em thấy Rakitic, Ozil đá hậu vệ, xâm nhập vòng cấm. Nhưng mà đội này vẫn là Goreka làm hết. Julian Rackler cũng là con làm việc nhiều, lý do là vì nó là những con khả dĩ nhất, hợp meta. Julian Rackler thì nó có thuận hai chân. Còn con Goreka thì đó là con chỉ số đều nhất team này. Đấy là lý do vì sao mà nó được trọng dụng anh em ạ, chỉ số đều nhất team. Đấy, vừa nhanh vừa có thể hình, tốc độ các thứ có hết. Và tất cả thì đều với một mục đích là phục vụ cho Choupo-Moting. Hôm nay thì Moting ghi được mấy bàn mà bỏ lỡ cả gấp đôi số cơ hội đó. Đấy, nick này nếu mà xếp chuẩn ra thì Matic sẽ là, Matip là con đá chính. Chỗ của Ozin thì có thể để đấy cũng được. Team Sanker 04 khá là đẹp, mang tính siêu tầm khá cao. Đấy, Rackler là cộng 9 này, ngon này. Đấy, những cái con mà như kiểu Mustafi thì cộng 9 này, Ricardo Pereira cộng 9, Koke cộng 9. Team khá thú vị. Tuy nhiên thì có nhiều cầu thủ AI nó không được tốt lắm, đá nó cũng hài, nó còn hài. Đá team này nếu anh em mà lên danh cao thì chắc chắn là cũng vẫn phải nắm nót thôi chứ. Ozin đá không hay, Ozin đá yếu. Chỉ số truyền thì to nhưng vấn đề là game này cái chỉ số truyền quá to nó cũng không mang lại nhiều giá trị lắm. Game này phải là thể chất, chỉ số thể chất. Ozin không ngon. Team thì đúng là duy nhất có đúng một cầu thủ thuận hai chân. Em ví dụ như Leroy Sané, con này mình đá nhiều lần rồi vẫn thấy thất vọng, chỉ được mỗi cái chạy nhanh. Sút chân trái thì cũng được, nhưng chân phải thì vứt đi. Và rất tiếc là một cầu thủ chạy cánh, mặc dù chỉ số tạt rất cao nhưng mà tạt dở. Mình chả hiểu sao tạt dở vậy. Đây là sơ đồ mà ngay từ đầu video thì mình có nói là mình có xem và tham khảo ở bên Hàn Sẻng. Tuy nhiên thì cái vận hành sơ đồ này thực sự cũng không phải là hay lắm với sơ đồ ở Việt Nam anh ạ. Lý do là qua video mình xem ấy thì đa phần là đối đều đá kiểu Zolo.
Tức là cái hàng phòng ngự mà cái team đó nó phải đối mặt đều là những cái hàng phòng ngự thương người và dâng cao. Nó khác. Anh em Việt Nam mình đá thủ tốt hơn. Anh em mình ở Việt Nam đá thủ tốt hơn và đá thủ đông hơn. Thành ra là mình đã thử tái hiện theo video nhưng mà nó không ra. Và cuối cùng thì mình vẫn phải đá trong kiểu ban mật chứ không phải là kiểu chọc khe. Thì về mặt chiến thuật với lại sơ đồ thì mình không đánh giá cao cái sơ đồ này lắm. Qua cái buổi test ngày hôm nay với một cái team mà nó cũng không phải là team quốc dân, nó có nhiều vấn đề. Đấy. Tuy nhiên thì nó có thể là tham khảo được với một cái ý tưởng đó. Anh Quân gửi 80.000 lớp du bay bê. Trời ơi, thế mà vẫn bú ảo thật đấy. Ý, trời ơi. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.